Xin chào các bạn. Hiện nay giới trẻ đang rất hot một cái gọi là ThinkPad Code. Đây là một cái màn hình khóa dành cho những con iPhone mà dùng pad khóa, thì bạn có thể thay các con số bằng các hình ảnh mình mong muốn. Ở đây thì mình thay bằng hình ảnh trong game LOL, hoặc một số bạn nữ có thể thay bằng hình ảnh của chính bản thân mình tạo lên sức hot. Thì một số bài viết trên kênh 14 hay là Genka có giới thiệu cho các bạn cách làm cái theme này, nhưng mà thực ra đấy chỉ là hàng fake dành cho những cái máy mà không jailbreak. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng làm một cái theme passcode thực sự. Và yêu cầu đầu tiên đó là có một chiếc iPhone đã được jail. Thứ hai là có phần mềm iTunes. Thứ ba là có Photoshop. Và cuối cùng mình sẽ share cho các bạn một cái file order, trong đó có số thứ tự và tên của các icon khi các bạn thay vào system của iPhone. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn design một cái icon với cái ảnh của bản thân mình để làm theme passcode. Đầu tiên chúng ta sẽ mở Photoshop lên, ấn Ctrl O và mở cái ảnh cần thiết lên. Sau đó bạn ấn kích đúp vào cái chữ background này để chuyển nó sang thành layer. Sau khi nó chuyển về layer, bạn ấn Ctrl Alt Y và cái kích cỡ của cái bàn phím số này sẽ là 220 pixel. Bạn sẽ đi resize nó về. Sau đó các bạn ấn chọn vào cái phần cắt này, ấn Shift và kéo dài từ cái góc trên cùng của cái ảnh xuống để nó ôm hết cái bức ảnh này. Đó. Và các bạn ấn đảo là Ctrl Shift Y để đảo. Đảo cái vùng chọn và ấn đen để xóa hết cái phần rìa xung quanh. Mình sẽ có một cái bàn phím số tròn ở đây. Tiếp theo bạn có thể chọn một cái hiệu ứng nhỏ là ở bên style đó, stroke, để cho có một cái viền xung quanh cho mình nhìn nó dễ nhận biết. Các bạn có thể điều chỉnh ở đây tầm mức 3 và chọn vào inside. Như thế là sẽ khá đẹp. Và một số bạn thì có thể là nhớ được cái mặt số thứ tự. Và nếu không nhớ được thì các bạn có thể đánh một cái số nhỏ bất kỳ vào cái màn hình này để mình có thể nhớ. Ví dụ bây giờ mình đang design cho bản phím số 1, mình ấn số 1 vào đây. Chọn nó lên to to một chút, chẳng hạn như cỡ 100 đi. Đó. Chỉnh nó ra giữa màn hình. Để tránh che vào bức ảnh của mình ấy, thì các bạn có thể chọn cái opacity xuống khoảng độ 30. Có thể nhìn thấy mờ mờ. 30 hơi mờ quá, chắc cho 50. Mắt mình hơi kém. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy số 1 mờ mờ ở đây. Và các bạn khi các bạn save thì các bạn save theo cái tên mà mình đã share cho bạn trong folder. Ở đây là ví dụ mình làm cho số 1, các bạn chọn cái đuôi là png và các bạn nhìn ví dụ mình đang đánh ở đây là số 1, vậy sẽ chọn đến cái cây path y 1 ở đây để save vào. Vì mỗi cái bàn phím số này sẽ cần hai bức ảnh thì bạn sau khi xếp xong lần 1 các bạn xếp lần 2 cho cái cũng cái vào cái folder đấy, và cái tên của nó cũng vẫn là đuôi png và cái tên của nó là cây path y 1 và thêm cái highlight này và hai x phone ở đây. Mỗi bàn phím số mình sẽ phải làm hai cái ảnh với kích cỡ là 220x220 và đuôi png. Như thế thì mình đã có ở đây là bàn phím số 0, mình đã thay bàn phím số 1 bằng hai cái ảnh của mình ở đây. Sau khi các bạn design hết một loạt cho mình cho 10 cái bàn phím gồm từ 0 đến 9 thì các bạn sẽ bật cái phần mềm iTunes lên. Sau đó chọn vào mục system. Ở đây là file system jailbreak. Các bạn chọn đến đường dẫn, ở đây mình ghi rõ đường dẫn cho các bạn đây. Và system library private framework và vào cái telephone UI này thì mình sẽ theo được đúng đường dẫn. Đầu tiên là vào system này, library này, private framework đây này. Các bạn có thể đây ấn chữ P để tìm đến cho nhanh. Đây đó. Sau đó vào telephone ấn chữ T tiếp. Đây telephone UI framework. Sau khi mở vào folder này, nó ra một cái mục rất nhiều, mình không cần quan tâm. Các bạn có thể copy toàn bộ cái ảnh mình vừa design
và paste vào trong này và đồng ý cho nó báo đè đến những cái file cũ. Như thế là xong. Bước tiếp theo thì các bạn chỉ việc bật iPhone của mình lên. Đây là bàn phím cũ khi mình chưa thay icon. Nó đang là cái icon LOL. Bây giờ nhập app này. Các bạn, nếu mà các bạn nhớ được cái số thứ tự này, mình nghĩ khá đơn giản, thì không nên đề số cho đẹp. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Pass của mình là 1 9 8 8 này. Rất đơn giản. Sau khi bạn thay vào rồi thì bạn chỉ cần respin lại máy là xong, hoặc là khởi động lại máy. Và bây giờ các bạn vào, bạn sẽ thấy thành quả của mình. Đó, ảnh của mình đã thay được cho bàn phím số 1 ở đây. Thì khi các bạn làm với các bàn phím tiếp theo 1 2 3 4 5 thì các bạn sẽ được một bộ bàn phím passcode bằng ảnh của bản thân mình, giống như cô gái này, khá là đẹp. Và một số bạn sẽ mượn máy mình xem thì sẽ thấy khá là thú vị. Chỉ điều lưu ý duy nhất ở trong cái hướng dẫn này, đấy là khi các bạn xếp tên của các icon, các bạn phải xếp đúng theo thứ tự tên, tức là mỗi cái icon của mình sẽ được xếp theo hai cái tên. Các bạn phải xếp đủ, tổng cộng ở đây là sẽ có 20 file, nhưng mà ảnh thì giống nhau nhưng mà sẽ có hai file tên khác nhau. Vì các bạn cũng không cần hiểu rõ cái vấn đề này lắm, nhưng mà sau khi bạn thay vào thì nó sẽ ra được cái bàn phím như mình mong muốn. Và đây là đường dẫn. Đường dẫn và phần mềm. Các bạn chỉ cần đúng làm theo các bước này thì các bạn sẽ có một bộ theme passcode bằng ảnh của mình như mong muốn. Bài hướng dẫn của mình đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn các bạn trong bài hướng dẫn lần sau.